Xin chào cả nhà. Thanh Hóa gửi lời chúc sức khỏe cả nhà ha, đều được mạnh khỏe, sức khỏe tràn đầy, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em về được mấy con mà không biết con này là con gì luôn á. Musit, Movi, Cario, Radio, Web, Mai, gì, Tờ Lơ, HB, iPhone là gì không biết luôn. Sách hướng dẫn một khúc luôn. Thua luôn. Còn giấy này giấy gì luôn không biết luôn. Khuôn hợp nhau với khách. Rồi sushi gì nữa nè. Không biết luôn. Sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không biết luôn. Cái đĩa làm gì. Không biết luôn. Ôi, sách này là sách gì luôn đó. Sách xài gì đó, không biết nữa. Không biết luôn. Cái hộp biết cái hộp này đựng đồ đầy đủ ha. Đó tay phone, cái dây treo, nó có sợi dây nguồn USB luôn nha, là dây này nha, USB với này nè đó. Kết nối nè, sao mà mới ghim à, đây nè, nó hiện cái gì nè, Musit là gì. À nó đang sạc pin nè. Cái này là ở ngoài màn hình nó không có bị giật nghe hết. Tại quay nó bị từng giật giật đó, chứ ở ngoài màn hình nó không sao, không bị gì hết. Nó còn miếng dán đó nè. Không biết để xài Mochi luôn nữa. Con này thấy nhẹ quá, không biết có pin trong ta. Sao thấy nó nhẹ nhẹ. Rồi nguyên bộ này mình bán giá là 300 ngàn nha. Cái gì đây nè. Cái gì 4G nè đó. Rồi nói chung là nào mình biết test thì biết, còn này không biết rồi thua rồi, bó tay chấm cơm rồi. OGG là gì không biết luôn nữa. Audio FM, lúc nào xuống lúc nào lên. Link video. À nè nè, hát được nè. Cái này gắn phone vô. Ồ có mic nữa nè. Rồi nói chung là test được nhiêu thôi nha quý khách. Rồi cái nút đậy của nó gãy hay sút rồi. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Em này mình bán giá là 300 ngàn nha. Mình có mấy con á. Rồi quý khách nào biết xài, biết dùng hay biết hướng dẫn sử dụng gì đó thì ủng hộ em giùm. Rồi xin cảm ơn và chào. Hẹn gặp lại.